Thưa quý vị, ngày 3 tháng 12 năm 2021 vừa qua, Diễn đàn Công nghệ FPT Tech Day 2021 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với chủ đề Tái thiết toàn diện, bứt phá trong bình thường xanh, Thrive in the Green Normal, đã thu hút hơn 100.000 người tham gia trên nhiều nền tảng khác nhau. Sự kiện quy tụ các xu hướng công nghệ mới của FPT, một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu giúp các tổ chức doanh nghiệp tái thiết toàn diện, bứt phá trong bình thường xanh, đồng thời tạo sân chơi trí tuệ cho các tài năng công nghệ trẻ. Tại sự kiện FPT Tech Day 2021, FPT đã ra mắt bộ giải pháp công nghệ gồm 6 sản phẩm giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực, vận hành linh hoạt, tăng tốc kinh doanh. Trong đó, FPT EcoVac nhân lực giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên công nghệ AI và Big Data. FPT AI Advisory Virtual Assistant, trợ lý ảo ứng dụng AI thế hệ thứ 2. Giải pháp ký điện tử FPT eContract và FPT CA giúp doanh nghiệp tăng tốc kinh doanh ngay trong đại dịch. Với FPT AI Creator Flash và UPort, mọi tài liệu văn bản với cấu trúc thông tin đa dạng, mọi nghiệp vụ trong doanh nghiệp đều được số hóa một cách dễ dàng và tự động hóa một cách trơn tru, giúp doanh nghiệp vận hành linh hoạt. Cũng tại sự kiện, lần đầu tiên FPT trình diễn mô hình triển lãm thành phố xanh thông minh Green Smart City gồm 6 cấu phần chính: chính quyền xanh, doanh nghiệp xanh, giáo dục xanh, y tế xanh, cuộc sống xanh, lưu chuyển xanh. Triển lãm mang đến trải nghiệm đầy đủ về một thế giới bình thường xanh được tái thiết, vận hành, kết nối linh hoạt dựa trên nền tảng cốt lõi là công nghệ với gần 50 giải pháp, sản phẩm công nghệ của FPT. Với năng lực về công nghệ, sự thấu hiểu và kinh nghiệm triển khai thành công rất nhiều những dự án cho các chính phủ, cho doanh nghiệp ở trên thế giới và tại Việt Nam. FPT chúng tôi tự tin và cam kết sẽ là một đối tác cùng đồng hành với các doanh nghiệp để tái thiết an toàn, linh hoạt, thần tốc trong bình thường xanh. FPT Tech Day là diễn đàn công nghệ thường niên do tập đoàn FPT tổ chức với quy mô và tầm vóc hàng đầu tại Việt Nam. Ra đời vào năm 2013, đến nay, FPT Tech Day đã tạo nên một thương hiệu về sự hội tụ của xu hướng kinh doanh và công nghệ mới, đúc kết thành những bài học, kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn đến từ các chuyên gia tư vấn, chuyên gia công nghệ đầu ngành trong và ngoài nước.